Ok luôn chứ các bạn, mình là Subi đây. Nếu các bạn không biết thì OB15 là bắt đầu thời đại của các nhân vật hỗ trợ lên ngôi ấy. Tức là các nhân vật y tá hồi máu cho team ấy các bạn ạ. Bởi vì là OB15 là Ghana đã nâng cấp sức mạnh của một số nhân vật hỗ trợ, đó chính là Kabela và Olivia này. Kabela thì OB15 là đã có thể bắn đồng đội và hồi máu trong đội bằng 20% sát thương có thể gây ra ấy các bạn ạ. Thì tức là không cần nhất thiết phải dùng súng điện mà mình có thể dùng súng lạ cũng được, miễn là bắn đồng đội là mình sẽ hồi máu cho đồng đội ấy, các bạn ạ. Và Olivia thì OB này là Ghana đã tăng hiệu ứng hồi máu thêm 3% và lan tỏa tới 1% lượng hồi máu cho đồng đội đứng xung quanh mình nha. Và đặc biệt là OB15 Ghana đã ra mắt nhân vật siêu hồi máu, đó chính là Cassie các bạn. Cassie có kỹ năng đó chính là tạo liên kết cho đồng đội ở gần và giúp đồng đội mình hồi 3 HP trên 1 giây, và quay lần nữa là đồng đội mình sẽ được hồi 100 HP, và kỹ năng này sẽ tự động được kích hoạt khi mà đồng đội của mình máu dưới 50 HP nha. Kỹ năng Cassie thì ở video trước là mình đã review chi tiết rồi, là hôm nay mình sẽ làm video đó chính là mình dùng combo kỹ năng Cassie thì và Kabela Olivia để vào trận là mình sẽ là một y tá team nha các bạn ơi. Mình sẽ hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình luôn, hỗ trợ là chính, có ăn kill là phụ nha các bạn. Và để xem là combo siêu hỗ trợ này sẽ giúp ích được gì cho team nha các bạn. À mà nếu bạn nào còn đang thắc mắc là để sử dụng Cassie kiểu gì thì các bạn bấm trang sinh nhật 7 tuổi này, và các bạn hoàn thành cái mốc thứ 3 này là sẽ nhận miễn phí nhân vật Cassie vĩnh viễn nha các bạn ơi. Đó, rất là dễ thôi. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. 7 năm tự hào Free Fire nào. Uầy, gieo nhiên gồng đội chuối cao này thì mình sẽ quáng là không để thua nha các bạn ơi. Thua là mất chuỗi ở các bạn đó đấy, nên là mình sẽ quáng là hỗ trợ thật là nhiệt tình nhất có thể nha các bạn. Ok, và không chỉ hỗ trợ bằng kỹ năng nhân vật đâu, và mình sẽ quáng là đi kiếm mấy khẩu súng điện nha các bạn. Ừ, có súng lục điện này, có súng ngắm điện này. Đó, mình sẽ làm mọi cách để hỗ trợ đồng đội mình bắn nha. Đó, đây rồi, có súng lục điện này các bạn ơi. Rồi, các bạn cứ lên bắn đi, mình sẽ búp máu cho. Trời ơi, hôm nay ngoại lệ mình không đi bắn đâu các bạn ạ. Mình sẽ chỉ có kiểu như là bắn máu trong đội mình thôi. Ok, úi giời ơi. Đó là chung là toàn kỹ năng thêm về hồi máu thôi các bạn ạ. Mà nếu mà mình không bắn được thì mình phải bắn nha các bạn ơi, chứ không phải là mỗi đi búp máu nha. Ừ. Mà thế là kiểu như là mình không bắn nữa đâu, thì nữa team mình tu thì hỗ trợ cũng như không thôi. Nói chung là hỗ trợ là chính, nhưng mà bắn vẫn là phụ nha các bạn ơi, vẫn phải bắn nha. Đó. Ok, trời ơi, nói chung cứ bắn đi, Subi búp máu cho. Úi rồi, vẫn chưa thấy ai yêu máu để búp máu nhờ, trời ơi. Này, ôi, trời ơi, nó bắn y tá này các bạn ơi. Bố láo thật sự, không sao, đừng mình bảo kê được. Mình sẽ nhặt thật là nhiều quà để kiếm súng ngắm điện bằng được nhá, để hồi máu trong đội mình cho nhiều nha các bạn. Trời ơi, không có nè, cái lúc mình cần không thấy đâu luôn nha. Úi rồi, đó, mình có tâm thì chứ lại kiểu như là mình làm một cách để hồi máu trong đội các bạn ạ. Y tá nhiệt tính này mà xong trận mà đứa nào không like á, tố cáo bỏ luôn. Ok, từ nói chung là mình phải hỗ trợ thật là nhiệt tình nha các bạn ơi. Rồi mà thua là mất chỗ các bạn đó đấy, nên là mình sẽ phải để xem là có ai ít máu hay là ai như nào thì mình sẽ búp máu cho nha. Ô các bạn đây, các bạn này yếu máu này, đây đứng im xem nào. Trời ơi, đừng đang đi cấp cứu mà cứ chạy đi chạy loạn. Đây, úi giời ơi, thôi bắn luôn đi các bạn ạ. À, này lại đó, bắn vẫn là phụ nhưng có thể bắn đi các bạn. Nào, ui ôi, suýt qua kill chứ. Ui ôi, suýt y tá qua kill rồi đấy, đồng đội không bắn nhanh là qua kill rồi đấy. Ngoài combo này, các bạn có combo hỗ trợ nào VIP pro hơn thì có thể comment cho mình biết nha. Bởi vì là mình thấy combo này cũng gọi là hỗ trợ rất là ok ý các bạn ạ. Bởi vì là có Tiva để cứu nhanh này, đó, có Kabela để bắn đồng đội hồi máu này, có Olivia để cũng là hồi máu ý các bạn ạ. Toàn hồi máu thôi. Úi dồi, thế này mà đồng đội mình không thắng được thì cũng chịu đấy. Cố lên, Subi hỗ trợ từ nay mà lại. Đó. Đến mọi lúc mọi nơi luôn. Ôi từ, đây bạn đã yếu hồi nãy. Ok, qua hỗ trợ bạn đó nào. Ê, bình tĩnh, không sao. Y tá tới đây. Ok, còn 1.000 nữa thôi đấy các bạn ơi. Rồi, nói chung là mình cứ đi theo sau để hồi máu thôi. Còn địch như nào thì cứ để cho đồng đội mình bắn thôi các bạn. Ok, cố lên, thôi, bắn luôn đi. Rồi là để cho đội bắn giữ chưa. Đó, Subi hỗ trợ nhiệt tình thế này, thành ra là team mình thắng 4-0 luôn đấy các bạn ạ. Úi dồi ôi, mong là trận sau đội mình sẽ gặp lại được mình. Gặp lại được mình để được mình hô máu tiếp cho. Đó, úi dồi ôi, ok, 4-0 luôn này các bạn ơi. Ok, trời ơi, đi gặp nhiên mà thắng 4-0 dễ dàng vậy trời. Rồi, một phần cũng là do y tá cũng như mình đây. Ok, một câu này các bạn ơi. Úi xời ơi, hồi máu siêu ok luôn. Úi dùi, trận này vẫn gặp các bạn vừa nãy, nhưng mà các bạn đó ở bên team địch ấy các bạn ạ. Trời ơi, thế này thì không biết là team mình có thắng được không đây. Team kia chuỗi cao lắm à. Ok, thì bây giờ là phải phá chuỗi team kia nha. Nãy là giúp bảo vệ chuỗi rồi, thì bây giờ là phải phá bằng được nhá. Đi nhà hộp quà kiếm súng điện phát xem nào. Ê, này
Úi dồi, ơ kìa, ta lại trả búp màu cho đứa giờ. Nó tránh mất thính của mình rồi này các bạn ạ. Cay thế nhỉ, à đâu, tránh hộp quà của mình rồi chứ. Ok, vậy thì mình sẽ hồi màu cho những người khác đi. Thôi rồi, thế thôi chứ tranh chấp nhau làm gì. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi. Uầy, nó quá lụ kìa, trời ơi, tin cái bản ghê lắm á. Nên là mong là team mình bắt cẩn thận tí nào. Úi dồi, cả lũ hết máu rồi này các bạn ơi. Mà cái diện lên kết của mình chỉ hồi được có cho một người thôi, không hồi được hết đâu. Nên là ai bị lốc thì thông cảm nha. Ok, không sao, sao, cứu được này, này, ok, nào, qua đây. Úi dồi, khó quá các bạn ạ. Với cả kiểu bị loạn đấy, trời ơi. Kiểu như là ai có yêu máu mà muốn giúp tất nhưng mà không thể giúp được tất thì các bạn ạ. Ui toa rồi. Không biết là team kia thấy buồn không khi mà thấy y tá nhiệt tình như mình ở bên team địch nhở. Ơi đùa ấy, đùa ấy. Ok, phá chuỗi team kia bằng được nha các bạn ơi. Ok, từ từ nào, này này, rồi cố lên, cố lên. Ê bình tĩnh, đi từ từ thôi, đi từ từ để chút máu. Ê đừng có vội nha, ẩu là chết đấy nha. Này này, rồi ui rồi, nó bị ngã xuống kia rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ bắn luôn đi. Này này này. Ok, nếu mà team mình không bắn được thì mình để mình bắn cho. Không biết các bạn có cần một y tá hỗ trợ nhiệt tình như mình ở trong team không nhở? Bạn nào cần comment bên dưới mình sẽ vào team các bạn để hỗ trợ các bạn. Ok, từ từ. Bây giờ có anh nào, có anh đi còn phá trước ở team kia thôi này các bạn ơi. Căng thế nhỏ, không biết là team nó điên nào luôn á. Kìa còn đứa một đứa đi móc lên trên kia rồi kìa. Úi rồi, không sao, team mình xử được, team mình xử được. Nói chung là vừa hồi máu mình vẫn phải vừa bắn nha các bạn ơi, không là toang đấy. Ok, úi rồi, úi rồi, sao ngồi đây đi, bắn thế này trời. Uầy, hay, 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 à, cứ bắn đi, hỗ trợ cho, hỗ trợ cho. Cứ bắn đi, hỗ trợ cho. À đây, 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 đây các bạn ơi. Rồi, đây, 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 mình bắn cho, đi, mình bắn cho. Này, này, rồi. Úi rồi, mình bỏ lỡ vài giây tôi bảo đi luôn thì các bạn ơi. Trời đất ơi, đây, 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 đây. Này, này, này. Thanh niên cầm AVK M kia đam mê đi móc thế nhở. Mình cứ đi theo tên niên đó để hồi máu cho tên niên đó ấy các bạn ạ. Nhưng mà nó đi xa quá, chắc là mình cũng dừng đây thôi các bạn ơi. Trời ơi, móc thì móc qua tận team địch luôn. Và team nó cũng móc qua tận team mình luôn này các bạn ơi. Úi xồi, từ từ, còn đứa ở đâu nãy. Úi xồi. Kiểu như là team mình không đi chung với nhau ấy, thành ra là một người hỗ trợ như mình bị khói các bạn ạ, không biết đi theo hỗ trợ ai luôn. Thôi chắc là mình cứ đi theo hỗ trợ ai bạn hay nhất thôi. Này, 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 úi xồi, ok, ok. Úi, 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 ôi, đừng bảo là team mình lại để một y tá như mình gánh nha. Trời đất ơi, ê, là qua các bạn ơi. Úi xồi, không biết là team mình thắng được không nữa, team nó chuỗi cao bàn ghê quá. Úi xồi, team mình cứ đi lẻ quá, thấy là khó hỗ trợ ấy, với cả là toàn đi mình chỗ kiểu như là đồng không bông quậy các bạn ạ, không có chỗ nào để thủ luôn. Trời ơi, thằng này AVK M thì lại đi rồi các bạn ơi. Ui, thằng này cũng đi rồi này. Úi xồi ôi, vàng quá các bạn ơi. Thôi thì để bây giờ y tá bắn cho. Mấy người kia cứ đi thôi à. Mình đã muốn hỗ trợ rồi mà, nhưng mà kiểu toán đi xa thôi, không chịu đi gần. Này này, kiểu như là cầm combo hỗ trợ này thì mình nghĩ là phải chơi cùng quân đoàn hoặc là chơi bạn bè kiểu mở mic hiểu ý nhau ấy. Chứ mà kiểu như là chơi kéo như thế này cũng hơi khó hỗ trợ đấy các bạn ạ. Nên là mình sẽ phải cố hết sức để hỗ trợ ấy. Ok, ok, mạnh không ạ? Bạn đã cứu được rồi này các bạn ơi. Rồi, quả này không thắng hơi phí nha. Úi xời. Mình đỡ hỗ trợ ngược lại rồi đấy các bạn ơi. Tên đó đầy máu nhưng là cũng không bút máu cho nên Thanh đi nói. Ok, cảm ơn nha. Rồi, đây, 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 đây. Này, 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 ok, đổi vai. Cửa này đam mê đi móc thế nhờ. Úi dồi, Homer này. Đi móc toàn đi xa thôi à. Kiểu đi xa quá mình không dám đi theo ấy các bạn ạ. Úi xời, chiến thuật kiểu gì vậy trời. Thôi chắc là mình sẽ lên kia đi các bạn ạ, chứ bây giờ đi theo khéo là chết cả hai đứa đấy. Mình không tin được thanh niên đó lắm ấy các bạn ạ. Nên là mình sẽ đẩy lên đây để hỗ trợ cái bạn này nha. Ok, rồi đây, đây đấy. Ok, mình sẽ lên đây đi bởi vì là tiếp ở hết trên này thôi mà. Ui, này, 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 ui, yếu lắm ấy kìa. Thì thế nhở. À, với cả nãy giờ là mình không có kiếm được súng ngắm điện đấy các bạn ạ. Thề hiếm vậy sao trời. Bình thường là mình chơi mình gặp lắm mà. À, từ từ từ. Đợi, đợi, đợi nó đi qua đây, mình sẽ nhảy vào đây để sửa nó nha các bạn ơi. Ui. Ok, thắng được, thắng được. Ê, trời đất ơi, mà không vào đầu nổi này. Đây, đây, đây. Ui, cay thính nhờ, một đấu hại các bạn ạ. Ui, đừng đội, lên đây đi, lên đây đi. Úi dồi, không sao, mình nghĩ là thắng được rồi đấy các bạn ạ. Tìm hiểu hơn người, rõ ràng cái này cơ mà. Không thắng được hơi phí đấy. Má, y tá đi đầu tiên rồi các bạn ạ. Y tá cứu người nhưng mà không cứu nổi hết cứu rồi các bạn ơi. Ok, thắng này, ui, phạt chuỗi tin kết thành công. Ui, hay quá, hay quá. Tiếp tục trận nữa nha các bạn ơi. Nãy giờ là mình không được MVP các bạn ạ. Bởi vì là hôm nay mình không cần MVP lắm ấy. Hôm nay chỉ có là mình muốn là đi support thật là hay thôi các bạn ạ. Chứ hôm nay MVP không quan trọng. Hình như là nãy giờ mình đang lừa chạy là mình không có dùng mấy luôn đấy các bạn ạ. Mình cũng chả nhớ là mình có dùng hay không. Nhưng mà kiểu không dùng hay sao ấy. Kiểu mình không quen dùng lừa chạy lắm.
Bình thường là mình toàn mang kỹ năng tiếp tế ba lô thôi, hôm nay mang lửa chạy không quen lắm ấy. Úi dồi, không sao, nói chung là bắn để hồi máu trong đội là được rồi. Nói chung là một cái hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể rồi. Đó, cứ bắn đi, cứ bắn đi, Subi búp máu cho, cứ bắn đi. Ui nhưng mà bắn thì bắn kiểu gì đây, bắn đẩy thẳng lên thế, trời cứu. Trời ơi, cả team nó đang ở trên đó mà nó đẩy thẳng một mình lên đấy các bạn ạ. Hết cứu luôn á. Trời đất ơi, mình đã cố gắng đi theo để bảo vệ rồi nhưng mà nó cứ ẩu quá các bạn ạ. Thôi bây giờ có ai bảo vệ gì thôi. Ủa nhưng mà sao mình ghép trận ít gặp nhân vật Cassie nhờ? Hay là các bạn chưa nhận được? Bạn nào đã có nhân vật Cassie thì đừng quên comment cho mình biết nha. Không biết là các bạn đã cày đủ cái nhiệm vụ chơi nhờ? Kiểu như là mình ghép trận ít gặp Cassie cực kỳ luôn á. Úi dồi ôi, mình thì mình là được Gana tặng trước ý, thành ra là mình review sớm được cho các bạn xem ấy. Nên là mình không cần cày nhiệm vụ, mình cũng có Cassie. Bo vào từ đít rồi mà team nó vẫn chưa chịu xuống. À đây rồi, đây rồi. Ôi ê, ê, nó cầm lấy hãy các bạn ơi, cay thế nhờ. Ui ôi, toang rồi, y tá đi rồi. Thôi sao, tầm này không cần y tá đâu, tầm này kiểu nhà thắng được. bán đi, không cần cứu y tá đâu. À mà các bạn đâu cứu đâu, mình cứ từng bở. Ok, hay quá. Nãy giờ nhận đúng hộp quà tặng mà không thể súng ngắm điện luôn đâu á. Trời ơi, hôm nay kiểu một công đôi việc làm y tá thì kiểu muốn bắn thử súng ngắm điện luôn mà không gặp luôn. Trời đất ơi, ê, cầm nhầm. Mã mình cầm nhầm cái làm đấm ra ấy. Úi trời ơi, một đứa. Hai đứa. Úi trời ơi. Uầy, chiên quá. Bên team để có tổ chức đi móc hết rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ nhà AVK mời mình bắn cho nó sầm xa nha. Ok. Nào, mấy chú đi móc đi. Ơ kìa, mù mắt thế nhở. Nào. Đây. Một đứa. Úi xời ơi, đau quá. Ơi kìa, hết đau rồi. Ok, thắng luôn 4-0 nha các bạn ơi. Không nói nhiều. Úi dồi ôi, đi xa thế, y tá là cứu được trời. Với cả nãy giờ là mình chưa dùng kỹ năng thi va mấy nhờ, ít cứu đồng đội vãi, kiểu như là đội mình toàn chết ở xa thôi các bạn ạ, chẳng chịu đi chung với nhau. Ấy dạ, hay là mình vẫn kiểu như là chưa hỗ trợ nhiệt tình lắm. Kiểu như là mình vẫn buồn bắn đấy các bạn ạ. Thành ra là mình cũng không đi chung với bạn đó ấy, mà đánh ra là bạn đó phải đi chung với mình chứ, hay là mình phải đi chung với bạn đó nhờ. Tôi cũng chả biết nữa, nói chung là đến đâu thì đến đấy các bạn ơi. Ok, thôi nói chung là mong là đi chung đi để còn cứu được chứ đừng còn đi lẻ quá nào. Ồ hình như là team nó ở trên nhà L hết rồi các bạn ạ. Úi giời ơi. Bán đi, hồi máu cho cứ bán đi. Này, ơ kìa. À thôi không sao, mình là y tá mà. Không được nóng giận. Mặc dù là team gọt két cũng không sao. Hôm nay hỗ trợ thôi, không cần MVP. Thanh niên này đều đấm cái gì? À, chắc là xin AVK M đấy mà. Ok cho luôn, này không cần. Ừ, mình nhiệt tình mà. Ừ. Ok, chốt trận này 4-0 luôn nha các bạn ơi. Ok, không mất thời gian nữa nào. Đây. Gậy bắn luôn. Này. Úi dồi ôi, sao không kéo nổi lên đầu nhờ. Thôi, gạt hộ team mình vậy. Má ơi, phận làm support. Nào, đẩy qua đi hỗ trợ cho nè. Úi dồi ôi. Ok, thắng các bạn ơi. Má EQ điên. Rồi chắc là mình sẽ dừng video hóa thân thành y tá ở đây nha các bạn ơi. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên vào chưa ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì bye bye.